trung thần. Thế anh kia bao nhiêu năm? Báo cáo 20 năm. Còn anh này? Tiếng Tình Tình nói trong nước nở. Báo cáo 15 năm ạ. Tiếng Tình Lê từ trên gác phía ngoài cổng trại nói vọng vào. Đồng chí Nhiễm, cho họ vào đi, rồi lên đây tôi nhờ chút việc. Những bước chân xào xạo lẫn với những tiếng sụt xịt của hàng chục người đi qua cổng nhỏ dần rồi mất hút. Lòng tôi vẫn còn ngỡ ngàng suy nghĩ về Tinh Tinh, đến lời y nhận định về vụ án của y khi tôi hỏi. Còn tôi nhiều hy vọng, có khi không phải ra tòa nữa. Nếu ra thì chắc cũng chỉ tới 2-3 năm là cùng. Ngày thơ như thế nên các cậu khóc là phải rồi. Chủ quan rồi bị quật một đòn mới choáng váng như búa bổ. Âu đây cũng là một sự việc để cho tôi suy ngẫm sau này. Lại chuyển sang đông, những ngón chân ngón tay lại bắt đầu sưng nhức. Cứ mỗi độ đông về, đời tôi càng cay đắng. Sáng hôm nay tiếng loa vừa ngừng bặt, do làm việc đã đến. Tiếng Tên Lê phó giám thị ầm ầm quát tháo với vẻ rất bực bội, đang đi dần vào phía cổng trại chung, nơi có một số cán bộ mới tới đang buộc khóa xe đạp. Giọng Tên Lê dội lên đanh đanh. Hôm qua đồng chí nào lấy xe đạp tôi đi? Một giọng rụt rè trả lời. Báo cáo đồng chí, hôm qua quả tình tôi không có ra phố, có lẽ đồng chí thế. Tên Lê càng bực tức. Các anh lấy xe không bao giờ hỏi tôi cả, cứ mỗi lần tôi đi, lại thấy xe không mất má phanh cũng xì lốp, không bẹp chắn bồn cũng đứt dây phanh. Tôi đi sửa xong mấy bữa sau, lại tình trạng ấy, khóa rồi vẫn mở lấy đi. Có tiếng cười rúc rích nho nhỏ, tiếng Tên Lê gào lên hồng hộc. Tôi nói cho các anh biết là, chưa phải giai đoạn cộng sản chủ nghĩa đâu nha. Lần sau, anh nào lấy xe, đừng trách tôi. Qua mẫu đối thoại trên, tôi thấy lũ cán bộ này từ Tên Lê trở xuống, trong tâm tư vẫn mang một niềm tin về biển ảnh rực rỡ hào quang ngày mai của chủ nghĩa cộng sản. Từ đó, tôi cũng thấy được tâm trạng chung của quần chúng nhân dân và cán bộ miền Bắc trong giai đoạn đó, tức là năm 1963. Tôi không nói những trường hợp cá biệt. Vẫn chưa nhìn rõ chiếc bánh màu sắc rực rỡ huy hoàng, mùi vị thơm ngon tuyệt thế của chủ nghĩa cộng sản chỉ là chiếc bánh vẽ. Họ chưa thấy được rằng cái thiên đường cộng sản ấy không bao giờ có thể hiện thực trong xã hội loài người này cả. Thực tế biện chứng như toán học A cộng B bằng C, thì dứt khoát không bao giờ A lại có thể lớn hơn C, chỉ kém hơn hoặc bằng trong trường hợp B bằng 0 mà thôi. Sáng hôm nay, ngày 16 tháng 10, Tên Tư mở cửa từng buồng cho ra đổ bô. Xong y chỉ vào đống chăn ở một góc nền lối đi, cho mỗi người mượn một cái. Và tùy người cho mượn áo trấn thủ. Đến lượt tôi, có lẽ lúc này ở xà lim ấy, tôi là người ở lâu nhất. Hàng ngày tôi và y nhìn thấy nhau, vì thế y có vẻ dễ dãi. Chỉ vào đống chăn, y dịu giọng bảo tôi. Anh không có quần áo. Tôi cho anh chọn một cái chăn dày và một áo trấn thủ. Tôi lựa được một cái chăn dày và một cái áo trấn thủ còn tốt đến 80%. Nghĩ đến những ngày rét giữa đông sắp tới, tôi đành xề xuống nước với y. Thưa ông, tôi không có màn cũng như quần áo, lạnh quá, chân tay của tôi bắt đầu sưng buốt. Vừa nói, tôi vừa chỉ ngón chân và giơ tay cho y xem. Đề nghị xin ông chốc nữa nếu quần thừa. Xin ông cho tôi mượn một cái chăn nữa. Tôi xin cảm ơn ông. Y không nói gì cả. Hất hàm bảo tôi vào đi. Thôi đành vào buồng.
đôi cái chân dày trong dạ cũng hí hửng. Tôi đã bỏ chân vào cùng rồi, vẫn chưa thấy y đóng chốt. Tổ Di, tôi lại khẽ khẽ lấy chân ra. Tuy ngồi, tuy đứng lên quanh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Mắt cứ luôn luôn liếc về chiếc cùng. Thành ra được nghỉ một lúc, mà lòng vẫn không thoải mái. Những người ở Xà Lim có chăn riêng, ở nhà mang đi, vẫn đều được mượn thêm một cái. Khi Tinh Tư mở các cửa buồng cho mượn chăn hết lượt, y đến mở cửa buồng tôi. Tôi tiến ra phía cửa, y chỉ vào ba cái chăn ở dưới nền. Anh xếp lại để trên ghế kia, tôi cho anh mượn một cái nữa. Nỗi vui mừng hí hửng như em bé được quà chảy ùa vào trong lòng tôi. Sau khi xếp chăn lên ghế, tôi vội vàng ôm một chiếc chăn nữa vào buồng, như ôm niềm ấm êm hạnh phúc cho những ngày sắp tới. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 rồi. Những trận mưa phùn đầu đông làm ẩm ướt cả không gian. Cả ngày u ám không có mặt trời. Thỉnh thoảng, một cơn lạnh tái tê len qua cửa sổ luồn vào trong Xà Lim, như đem theo niềm cô đơn băng giá đã đọa đầy thêm người tù đói khổ. Cũng như những buổi trưa khác, tôi đang nằm lặng ngục trong cái nỗi đầy vơi trăm hướng của cuộc đời tù tội, mặc cho tiếng léo nhéo của chiếc loa lắm mồm. Chợt nghe một giọng thê thê. Theo tin mới nhận được, cái gọi là hội đồng tướng lãnh của ngụy quân Sài Gòn đã làm một cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài gia đình chị Ngô Đình Diệm. Tim tôi như thắt lại, tôi bò nhổm dậy, mắt mở to, tai vểnh lên như muốn hút hết mọi âm thanh của chiếc loa. Phía bên ngoài, một số cán bộ cũng đang huyên náo, bàn tán xôn xao. Một tiếng quát nhẹ của một người nào đó. Các đồng chí hãy im lặng để nghe đã. Tiếng loa vẫn quang quang. Quân đảo chính đã làm chủ tình hình. Anh em Ngô Đình Diệm đang bị bao vây dưới hầm Vinh Ta Long. Không khí tại Sài Gòn rất căng thẳng và nghẹt thở. Tôi bàng hoàng và hoang mang đến cực độ. Giận nước đã tới ngày điêu linh rồi chăng? Tôi than thầm. Đây là sự thật hay tuyên truyền của Cộng sản? Tuyên truyền nào cũng có nguyên tắc của nó. Có những sự việc không, không thể nói thành có được. Vì lý trí, tôi biết đây là một sự việc thật. Nhưng về mặt tình cảm, tôi cố níu kéo cho là một chuyện tuyên truyền của Cộng sản nhằm gây tinh thần hoang mang cho mọi người, chứ không có thật. Khi bị bắt, tôi chưa bao giờ đọc kinh cả. Vậy mà hôm nay, trước mối hiểm nguy cho một cá nhân, nhưng cũng có thể là mối hiểm nguy cho cả dân tộc. Tôi không biết làm sao. Chỉ biết cầu xin Chúa, cầu xin đấng tối cao, hãy che chở cho cụ Ngô, người mà cả cuộc đời tôi kính yêu, trọng nể.